Ok, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của con game Evolution nha các bạn. Lần trước mình chơi con game này thì mình đã trốn khỏi cái bà Master nữa các bạn bằng cái cửa chính. Mới vô hình như là mình phải tìm ba cái cầu chì các bạn. Sau đó mình lấy cái chìa khóa, mình thoát ra khỏi cái trường học của bà Master này. Sau khi kết thúc con game á thì mình thấy nó có mở thêm một cái gì nữa các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ vào mình coi cái kết cục sẽ như thế nào nha. Mình thấy có một chiếc xe van rồi à, thêm một bà ba sơ nữa. Dạ, lấy đồ dạ các bạn. Mình biết chắc chắn là sẽ còn thêm một tập tiếp theo nữa. Bây giờ hôm nay mình sẽ vô mình khám phá tập tiếp theo là cái gì các bạn. Ok. Continue, continue. Vô hả mấy friend à? Mình lại tiếp tục đi một chiếc taxi đi tới một cái ngôi trường học của bà Master mấy friend à. Lại là một bài nhạc Noel. Single bell. Ok. Bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo của Evil nha các bạn. Lái xe khá là ảo đấy. Một màn tiếp đón không được thiện cảm cho lắm mấy bạn. Ui, nghe cái tiếng gì vậy? Ôi, mới vô luôn mấy friend. Ôi, mới vô luôn á. Stop hiding and come with me. Let's sing an Our Father together. Bắt đây rồi đó. Bảo gần đây lắm. Mình nghe tiếng chân của bà, mình nghe tiếng chân của bà. Đó, bả nằm bên đây nè. Trắng luôn. Dở ra lọc toàn hả mấy friend. Mà lại đứng mà ngó ngó gì rồi. Chừng nào mình không nghe tiếng bước chân của bà nữa mình sẽ đi. Bà đâu đây gần đây nè. Giờ mình ra là bà tóm mình liền đó. Thấy không? Nghe tiếng bước chân rõ lắm luôn. Bả kìa mấy fan, bả kìa mấy fan, má mới vừa nhắc luôn ấy, mấy fan thấy không, mới vừa nhắc nó luôn ấy, Lord, help me recover this lost soul. Bà là bà thính như cái gì mấy fan. Hết rồi. Má nữa kìa. Nữa kìa mấy fan. Ồ má ơi. Cái nhà có tí xíu.
Quá đi đâu không gặp bãi vậy? Như bãi trong đây nè, bãi này nè. Bãi này nè, bãi này nè. Nhưng mà bãi hết tiền mình rồi. Mình lại vô gắn cái cầu chì vậy mấy bạn. Đi thử thôi. À, không mở cửa được, ok. Mình sẽ đi thẳng qua kia. Bả em ru rồi, không thấy bả đâu hết trơn á. Chắc bả đi xuống nhà dưới á. Mình nghĩ khả năng cao là bả đi xuống nhà dưới á, mấy khả năng cao đi xuống nhà dưới. Hôm bữa mình thoát ra khỏi cánh cổng rồi đúng không? Hôm bữa mới thấy kết thúc game á. Nó có cái này nè. Đó, tức là mình sẽ đi qua cái này. Đó, mình đi qua cái chỗ lúc đầu mình đi vô game nè. Có cái ông gì trong đây nè mấy bạn. Đó ổng nè, nó ổng á, ổng á. Mình nghe có tiếng gì bên đây nè. Lát hả? Lớp học nghệ thuật à? Chắc mình phải quay lại cái chỗ kia rồi mấy bạn. Mình phải quay lại trường học. Mình mở cái chìa khóa trong cái Atlas. Không biết bà già kia bà ở đâu à. Nhưng mà mình cứ cẩn trọng nha mấy bạn. Ủa bả kìa mấy fan. Oh my god. À bả kìa, bả kìa, bả kìa. Trộm. Khi nào mình nghe hết cái tiếng chân của bả mình sẽ đi ra. Tiếng chừng mới còn gần này lắm. Mình không thể nào đi ra được đâu. Đó, thấy không? Mình biết ngay mà, bả sẽ gần gần ở đây thôi, bả không đi đâu đâu. Tí xíu mình sẽ ra nghe cái tiếng im lặng, không nói năng gì hết, không còn nghe tiếng chân luôn, mình sẽ đi ra mấy fan. Mà đã mình nghĩ là bả ở nhà bên kia kìa. Bây giờ bả mới qua đây. Bả đi vô đây rồi. Phòng ạ, à, phòng nào ta? Ô, bà hát kìa, bà hát kìa, bà hát kìa. Em nghe tiếng bà hát kìa mấy fan. À đây nè, đây nè. À lấy sơn, lấy sơn. Mình sẽ từ từ nha. Mình sẽ không gấp gáp gì đâu.
ra thôi, đi ra thôi giúp em. Bà sẽ không biết mình đi ra đây đâu. Bà sẽ không biết mình đi ra đây đâu. Để mình đi vô cái đường nó coi là cái gì. Mình sẽ đi vô đây nha. Mình nghe tiếng bước chân bên đây nè. Chắc chắn sẽ có người bên đây. Ê, có bà ma sơ kìa. Mời khó, tụi mời khó. Mình nghe tiếng lấy đồ ngoài kia kìa. Hay là có bà ma sơ ta? Đúng rồi, bà ma sơ, bà ma sơ, bà chui vô friend. Mình nghi lắm mà, chốn này thấy không, chốn này là an toàn nhất mấy fan. Ở mà đi rồi. Nghe tiếng xe tới, nghe tiếng xe tới. Đúng rồi, đúng rồi. Bả giặt ủi nè, bả giặt ủi nè. Bả vô bả giặt ủi nè. Chắc là mình sẽ cầm cái hộp sơn này và mình sẽ làm dơ đồ của bả mấy friend. Mình nghĩ là như vậy. Bà kia đâu rồi? Đang làm gì đó? Còn có ngủ, ngủ với fan. Mà làm dơ cái đống nó có quả các bạn. What the? Còn hú hồn các bạn, hú hồn. Bà sẽ thấy bộ đồ kia nó dơ rồi bà sẽ lên đi giặt mấy fan. Sau mình sẽ chui vô cái rương đó là mình sẽ trốn thoát khỏi cái bà Mercer này. Đó là chúng ta sẽ kết thúc cái ending thứ hai. Đúng không? Ending thứ hai đó là ending leo vô cái xe van nhỏ đó các bạn. Đó, bà bưng vô nè, bà bưng vô giặt này. Đó. Ô má ơi. Ôi. Mình hơi gấp mấy fan, mình hơi gấp để bà thấy mình. Hồi xíu bà già kia bà tới nè, các bà master kia bà tới nè, chắc chắn luôn này. Mình cứ trốn trong đây thôi mấy fan. Bà nội kia có ra không? Coi bà nội kia vô. Bà nội ma sơ vô. Không phải, không phải bà này, bà này, bà này mấy fan. Bà này, bà này, bà này mấy fan. Xí mình sẽ ra mình làm lại nhá.
Má, mình đứng đó mình không ngờ là bà thấy mình nhờ. Má, bà này bà cũng nhạy lắm ấy. Đi ngủ đi, đi ngủ đi con ơi. Mình nghe tiếng bước chân của bà nội kia vô rồi biết phiền. Mình nghe tiếng bước chân của bà nội ma sơ vô. Bà ma sơ mà cầm cái búa ấy. Oh my Behave God. better, or the Lord will punish you again, child. Oh my God. Chúng ta mấy em phá đảo rồi mấy fan nè. Bây giờ chúng ta sẽ phải quay trở lại đó lượm cái hộp sơn mấy fan. Má trốn rồi mấy mày. Rồi má ngủ, má ngủ, má ngủ quá mày. Học sơn đi, học sơn đi. Trốn, trốn, trốn. Ồ. Mày vô bấm chuông rồi mấy. Trốn, trốn, trốn. Yeah. Yeah, giống như vậy thì chúng ta đã trốn thoát rồi mấy fan à. Chúng ta là trốn thoát khỏi cái bà Mai Sơ bằng chiếc xe van này mấy fan. Chúng ta sẽ trốn ở trong một cái room đồ mấy fan. Ôi trời đất ơi. Đây là mình đang ngồi ở phía trong đấy. À, bà Ma Sơ bà đang quay ngược xe lại mới đi ra. Giờ là chúng ta sẽ có kết thúc thứ hai. Escape van các bạn. Thấy không? Escape van với fan à. Lần đầu là mình đi ra cửa chính, còn lần này mình sẽ escape bằng chiếc xe van của các bà Ma Sơ và ủi nha. Má ơi, cái lần kia mình không biết. Mình thấy bà Ma Sơ kia vô rồi mình chui vô mình núp ai ngày mà bà mình một cái bọt. À, bây giờ chúng ta đã trốn thoát rồi đó. Và thế là chúng ta đã kết thúc ending thứ hai rồi phải. Ok. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Cảm ơn các bạn đã giờ đã coi hết cái video của mình nha. Bạn nào thấy hay thì mình xin một like và đăng ký kênh nha các bạn. Chào các bạn nha.